game today. Ui. Ừ, bài to quá. Cái thằng kia chích đến 23-24 vẫn cuốn. Không, còn được 23 đâu. Đeo đâu à? Đây anh mời em lại đi, vừa bị ăn. Cái thằng kia nó đồ đồ đạc của nó cũng ngon, nhiều đồ cam luôn anh em ạ. Kể mời, ra mời em đi anh ơi. Lởm lởm tí. Chính ra mình cũng ở cái thế bị động ấy. Bởi vì nó để cái con, tôi là tôi bắt cái con gấu nhưng mà con gấu bây giờ nó lại có giáp phản, tôi không để ý nó có giáp phản là một, thứ hai là cái con ca lông nó cũng để ở cái cùng phía bên đấy, round đấy là xếp là bị sai so với ở đối thủ. Nói chung là nếu mà mình xếp khác thì mình vẫn thua. Trong cái trường hợp bắt được con gấu thì là thắng thôi, bắt con gấu xin ấy nó lên 3 sao rồi, mà bây giờ mà chỉ cần đẩy cho nó nhảy mấy phát ấy là bay cả đội hình luôn. Còn một mình Lancer thì không đỡ được bọn kia. Bởi vì ít nhất ý là phải giết được con ca lông đã. Giết được con ca lông thì mới kiểu một chấp hết được. Ôi không gặp, không gặp ai bị xem. Mẹ, không gặp thì phải sướng lên. Ôi đéo. Không, ôi. Muốn gặp phải đấm lên ngon cái ngạo mới. Đúng anh đâu muốn gặp Long Sida đấy, vào làm vùng làm vừa vào xong vừa vào ngó kệ thôi, rank quá chênh lệch anh em ạ. Mẹ, rank rúc làm sao mà săn được rank queen. Tùng rank queen rồi anh em ơi. Cái thằng Goblin trận trước quá hên luôn anh em ạ, toàn 3 sao. Mấy cái con 2 tiền 1 tiền mà nó lên được 3 sao là anh em biết nó hên như thế nào. Trận này khả năng lại chơi Hunter à? Tôi nhìn thấy cái búa, tôi hay pick Hunter đầu. Ra được cái búa set thì ngon. Hunter thường là mấy cái round 3, round 4 thì thường sẽ yếu, nhưng mà đến cái round mà nó đủ bộ Hunter với cả Exorcist ấy, khoảng level 6 thì nó bắt đầu mạnh lên. Và level 6 là có thể kẹp 3 Hunter, 4 Exorcist được. Chuyện này chưa hot à? Chưa ra Hunter anh em ơi. Làm đi chuỗi thắng luôn nhá. Thế hả? Alo, King Cơ 2 rồi. Alo, được con Baker 2 rồi. Ờ, anh cũng được. Khá khỏe. Sao Baker 2 nhưng mà đã có gì đâu. Chơi gì? Chơi Clive hả? Chơi xin nó. Xin hoặc Clive. Có đồ luôn. Xin hoặc Clive được. Đồ đẹp. Hunter dễ win streak nhưng mà ui thôi chết rồi, không có đồ. Thôi em đi. Anh lại eco. Chuyện này lại eco rồi anh em ạ. Không có tí đồ nào luôn. Em đi vệ sinh đi nhé. Có đồ chơi God thôi, không có đồ chơi Hunter. Chơi God hoặc chơi Beat. Phải nhỉ? Trận này lại có thằng chơi gấu ở, trận nào cũng có một vài cái thằng chơi gấu. À, trận này có thể đánh 9 đẹp nhá anh em nhá. Chơi 9 đẹp này. Được. Eco thôi anh em ạ. Không có Hunter thì không chơi giữ thắng được đâu. Hunter thì có phải có búa set cơ. Tôi có thể chơi 9 đẹp. Ở đây tôi có Blink. Blink cấm đánh chơi được.
lại một lần nữa em nào. 9F à? Thực ra cái bọn 9F nó dễ bị counter lắm anh em ạ. Late game dễ bị counter lắm. Giờ mà ra ba con Hunter nhỉ. Dép xung kích luôn. Cắt đi qua nhá, làm bổ năng. Ôi trời, chơi chơi gì đây? Chơi gót à? Em đi cờ la nhanh cuốn nhá. Ừ em cứ đi đi. Chơi 9F bổ củi cũng được. Thôi được. Cứ từ từ đã. Tạm thời chơi gót. Thế là tôi bỏ qua một con Water Spirit rồi đó. Bỏ qua mất một con Water Spirit rồi. Đầu game cho một con. Ồ, đây rồi. Ui, game này 4 thằng Clive mất. 4 thằng Clive cơ? Vâng, 4 thằng Clive. Hunter rồi anh em ơi, có Hunter rồi. Má đấy. Rồi. được nha anh em nhá, được. Em với anh chưa gặp nhau luôn nhá. Ừ. Mạnh không? Xem nào. Anh cũng đang có chuối đấy. Em cũng chuối, ui mất chuối rồi. Mất chuối thôi, để anh thắng nó sau đi. Anh bây giờ bài anh mạnh lắm. Anh nhìn bài em toàn 1 sao thôi. Từ 1 gạt thì anh thắng đi. Đúng không? 11 gạt. Để anh thắng đi. Cô lại thật chắc nào. Không, cái bài này nó không chơi được ấy anh em ạ. Anh em muốn chơi xuyên ấy thì nó phải có bố set đầu game nhá. Bùi Khánh nhá. À Hunter cũng thế, Hunter nói chung là nếu mà chơi Hunter là xác định là chơi Hunter về cuối game ấy là nó phải có bố set. Đấy. 11 nha anh Tuấn nhá. Ừ ok. Còn nếu mà không có búa set ấy, anh em có mấy cái xung kích của Blink ấy, anh em chuyển về cho tôi, anh em chuyển về ẹp như tôi này này. Tí nữa chơi 9F thôi anh em ạ. Đây là tôi chơi, bởi vì là tôi chót, tôi không có chơi thua nên là tôi phải đánh kiểu dạng bổ củi ấy. Nhưng mà chả may nó lại ra được Hunter, tôi lại chơi chữ thắng. Em cứ bỏ bài trước đi nhá. Ok ok. Nhìn vào anh lựa.
bó này đi, không cần đâu. Tí về 6 Hunter. Em chắc cũng gần hết đấy, để mua 2 con. Cứ bỏ hết đi. Nếu mà bỏ hết thì anh chỉ để một con. Chắc là bỏ được nhiều nhiều. Mày cứ bỏ đi xong anh nhìn vào. Vâng vâng. Cầm đánh. Được. Đồ đẹp. Chuyện này nhìn nhiều sát thương vật lý anh em ạ. À có thằng chơi Human God này. À Human Made, Human Made Glide. Em bỏ được một con nhá. Rồi rồi anh nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi. Để một con à? Để một con Fox Glide. Để một con thì cũng để. Bán bớt con nào đi nhỉ? Anh bỏ hai con cũng được. Đây đây đây. Anh phải bỏ 3 con em ạ. Anh full mới bàn rồi. Để không có sao thì được rồi. Okay. Sao anh không để con ấy? À anh nhầm. Con thỏ đúng không? Để con thỏ ấy nữa đi. 4 máu à? 4 máu à? Dạ. Tiếp tiếp 3. Ờ. Anh quên. Hello, chào Hường nhá, chào em. Đang học xong rồi vào bèo bắt vào à? Bèo bắt vào à? Đâu, em bắt vào đâu, ở Hường đấy. Học xong rồi vào. Anh hôm nay còn livestream còn khá muộn mà. Khoảng 2 tiếng nữa anh em nhá, 2 tiếng nữa mới nghỉ, yên tâm. Thoải mái. 2 giờ, 3 giờ nghỉ. Chúc anh em mới vào có một cái buổi xem livestream vui vẻ nhá. Linh cho con thỏ này. Anh nuôi con Lila làm gì thế? À nó lên được 2 sao thì anh cứ mua thôi. Anh mua thôi, nó có 2 con thì anh mua thôi. Nó lên được 2 sao thì mua, mình đang đánh chuỗi thắng mà. Mình đánh được chưa thắng thì mình có tiền thì mình cứ mua thôi chứ ngại gì đâu. Tôi đang có chuỗi thắng, tội gì mà tôi không mua, cho nó phí á. Thiếu một con Hunter nữa thôi. Roll không nhỉ? Chuyện này nhiều Clive thật đấy. Clive không nên chơi Hunter anh em ạ. Tí thế nào cũng phải chuyển sang 9F thôi. Clive nhiều chơi Hunter chết. Chuyện này 1, 2, 3, 4 4 ông chơi Clive. Một thằng chơi God. Ok rồi này. Được trứng cho Lila.
Em chưa gặp anh đối, hát là xin xích. Vào round 19 đi anh cho đúng giảm. Đúng anh. Ok anh nhá. Trận này bèo đẹp trai top 1 thì đô lết bèo kìa, đô lết 50k kìa, bèo ơi. Hương bỏ đô lết nhá. Ok anh. Thiếu con Grim nữa anh em ạ. Ui, ra cả giá này. Con Lila lên được 2 rồi, thôi anh em ạ, không còn chơi giả đâu. Thiếu Grim thôi. Thiếu bộ rồi. Là không thôi. Được, biết rồi, yên tâm, ra 19 anh cho. Anh em thấy Lila gánh kèo không? Nhìn Lila gánh không? Không có Hunter đâu nhưng mà anh em nhìn đam của nó này. 2000 đam to nhất bọn này luôn. Blink ra phía sau. Vỉa mới chết cái con đằng sau. Con co đam. Sờ cái mặt Grim anh em ạ. Cùng gấp con Grim. Thằng nào vừa sang ngói nhở? Em à? Không, em không ngói đâu. Ủa, thì ai ấy nhở? Ủa, thằng nó sang ngói tôi. Cẩn thận, cái thằng ở top 2 này nó kẹp. Đúng vẫn kẹp AM. Kẹp AM deep. Mày quá anh em ạ, chỉnh lại. Mày quá, mày vừa soi, quay sang soi ngay. Kẹp AM deep, mày quá. Chỉnh lại ngay hướng Blink. Ra sao gặp anh ơi. Ờ, ra sao gặp anh cho chuối. Từ tao. Anh bỏ sao anh, nhưng mà anh chỉ bỏ được một con. Mẹ. Anh bỏ 6 ra được thôi, em để 6 anh. Ờ. Anh chỉ bỏ được. Ui. Anh nào giờ? Anh bỏ Lina thôi, anh bỏ Lina đi. Cho em ăn được. Ok. Không, anh bỏ mấy con vớ vẩn lên nhá. Anh bây giờ anh không ấy được. Anh lại phải mua thêm một con nữa. Anh cứ để ra đi. Em phải hơn cho anh rồi. Đấy, bỏ 6 Hunter nhá. Ok, bỏ 6 nó em ăn được không? Thực ra ấy, để 6 Hunter vào thì mày vẫn ăn được. Cô Lai ăn được mà. Em sợ nó mút. Nó cắt sát thì chết. Thế này anh mất nhiều máu quá. Nhiều máu mà. Mùa máu. Mùa luôn Lila anh em ạ. 20, round 20 rồi. Round sau form lại đội hình ở round thứ 21 luôn. Chúng ta đến round 21 là chúng ta phải form được đội hình luôn. Chứ còn không đợi.
21 phải form được đội hình 9 ép với anh em nhá. Vứt súng đi rồi. Chết rồi. Béo ơi, Hường có ý kiến. Hường ý kiến. Hường ý kiến nó quẩy con mới vừa rồi. Hường là không thích, Hường nói không. Grip. Ôi, lát em đối với anh ấy. Lát em đối với anh. Thấy con Lila không? Anh em thấy con Lila ở tôi không? Lila thế giới luôn. Đừng coi thường anh em ơi, 3 tiền 2 sao. Giết được cả cái thằng 66 Clay này. Không nên coi thường. Ủa đéo ra Grim à? Ui, blink. Chết rồi. Chưa kịp lém blink cho Grim. Được. Không sao anh em ơi. Ui, mà chết rồi anh. Được. Lên 9 kẹp Doom vào. Ok. Lên 9 kẹp Doom. Lên 9 kẹp Doom. Chẳng hề có ra. Blink thì chắc chắn là phải cho con này. Đồ khéo quá nhờ, trận này đồ khéo quá nhờ. Trận này em cũng một đấy. Không anh ơi, không biết đâu. À có thằng gấu mít đấy. Nhưng mà nó yếu lắm. Ui bèo. Phải. Không, làm sao. Chờ combo đều rồi, combo lởm rồi anh em ơi. Combo ngu quá. Tôi đi một quẹt đều nhở, quét lởm nhở, đánh cho mất máu kìa. Rồi bây giờ mới đẹp. Ui mẹ lớn C khỏe đấy em. Anh ăn được không? Không ăn thì đéo được. Trông bắn đéo mất máu luôn. Giáp bật ảo cái đấy. Ui được C chém. Giáp bật ảo quá. Cây có khi lên được 3. Lý do mà tôi giữ cái con này này. Nhiều anh em sẽ hỏi là tại sao tôi lại giữ cái con cây này. Bởi vì con này nếu mà nó lên 3 trước ấy thì tôi cho vào nó khỏe. Lý do nó là như thế. Quả vừa lấy là chưa kịp xếp anh em ạ. Bây giờ nó khác. Đấy, bây giờ xếp chuẩn nó khác nha anh em nhá. Lấy là chưa kịp xếp rồi.
Ui, cái thằng này LC của nó cũng khá thế giới. Sắp chết rồi. Chết. Ui, nó vẫn ăn được tôi này. Khó chịu lắm, Black khó chịu thật. Phải có chống hồi máu. À, với cả phải chưa có Doom. Chưa có Doom vào anh em ạ. Cho Doom vào nó khác. Tôi vẫn giữ lại con cây nhá. Tạm, tạm giữ con cây. Bắn ngoài được. Hay là đập trứng luôn cho con Sailing Assassin nhỉ? Hương bảo là chỉ cho Bèo thôi, không thích cho anh Tuấn. Khổ, anh có bảo là em cho anh đâu. Blink. Ra già hay rồi đấy. Ra già hay rồi đấy. Run tí anh em ạ, cây 3 đã. Run, run cây 3 đã. Run cây 3. Ui, thôi chết rồi. Tại sao nó lại đẩy cái con Dream của tôi ra? Ngu người luôn. Ủa, anh chơi con cu ấy à? Hả? Anh chơi con cu à? Ừ, anh chơi con cu. Ngu người luôn. Anh xếp lại cờ đi. Anh gặp em đẩy anh nhiều lắm nha. Anh xếp cờ đi. Cái gì cơ? Em đẩy anh á? Anh gặp em, vâng, đẩy nhiều lắm ấy. Gặp bàn. Khỏe vậy? Có cái gì mà đẩy nhiều? Có gì không mà đẩy nhiều, cây anh yếu á. Không hiểu. Rồi. Thiếu con đéo gì ấy nhờ. Cảm giác nó thiếu một cái con gì đấy. Tôi cảm giác như tôi đang bị thiếu một cái con gì đấy. Vừa lấy tôi thiếu con gì. Cây này chưa lên được 3 tí, lên được 3 và thay con kia nha anh em nhá. Giờ con phu đấy cũng khỏe. Tí dồn đồ. Dồn đồ nó cũng được. Đây, đồ quên đấy. Đồ quên, đồ để người trên người con này. Rơi, bị bán mất một con Sailing à? Có phải không? Có phải bị bán mất con Sailing không? Thay Doom vào nhá. Cho Doom vào. Hình như là bị bán mất con Sailing nhỉ? Béo khỏe đấy. Vâng, đang chích. Anh xếp sang ăn em đi. Từ từ, chưa kịp, chưa kịp. Cái đéo đây, God Clyde à? Không, 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 không phải. Cái thằng Warrior này cũng khỏe này. Ôi, đồ thế giới luôn, có chống hẹp rồi. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Không ổn, thằng Warrior lên được con CK3. Bây giờ phải có chống hồi máu anh em ạ.
khó nhờ. Run tiếp ra cây ba không nhở? Con cây ba này ngon hơn đấy. Thực ra tôi phải nghĩ tôi phải run ở 8 để lên được con này 3 này, con này 3 này. Đấy, lên được hai con này 3, Doom 2 đã. Thay con Sailing bằng con này. Ui, cùng các anh này. Sao tôi hả? Quên xếp lại chưa xếp rồi. Chán đời. Không ăn được ấy, ngon được. Ăn kéo là được. Nghĩ sao ăn con co nó bị bớ đầu tiên. Sao bọn này giáp trâu ấy nhở? Ui, anh sắp đi đấy. Mẹ. Cho thằng béo ăn chuối là một sai lầm anh em ạ. Không thể làm nó không. Sai lầm vãi cứt. Khỏe nhở. Gì đây? Chưa có búa nhở? Thằng nào đây? Anh em có không? Ui, con kia của tôi nó bị hack rồi. Được không anh, được không, được không? Mẹ con đam của mình nó bị hack. Đi. Đau quỷ hay chuyện được tránh. Chết rồi. Hai con Lila nữa cơ à? Ui hết tiền không nào. Ui chết rồi. Nhưng mà chưa kịp làm gì. Chưa kịp cho đồ. Có sống được rau này không? Đéo được rồi. Ui máy này vẫn sống được. Sợ thế nhỉ. Ôi cống đánh nó ở trên người con nào vậy? Đéo lên được Lila 3, chán đời. Thằng này nó có cái ấy. Nó có cái trống EF. Đánh đéo ở đây. Anh đi kìa. Anh sắp đi. À chưa đi, con này chưa đi. Đúng. Để em bảo bất cờ nhá, khi em gặp anh ấy.
Ờ, bỏ bớt đi. Mẹ, round sau đi mất. Ghép luôn anh em ạ. Em để 6-2 với nhá. Nghe thỏ nhá. Ôi gặp luôn này. Ui mẹ em để 6 clay nhưng em lại để cái con này ở bên này. Chịu luôn. Ủa, yếu mà anh, yếu mà. Anh em được. Yếu đéo. Rõ ràng vừa lấy để bên này, bây giờ chuyển sang đây. Không, em để bên này mà. Kìa. Nhầm à? Nhiều thằng cửa lại quá, nhầm. Em để từ đầu mà. Đây, em ăn mà. Thấu con này yếu. Tính toán đi rồi. Em chỉ để như thế thôi nhá. Một con Lila nữa thôi anh em ạ. Roll nốt. Round sau là chuyển cuối. Round này có cái hút máu cuối này. Hút máu cuối hoặc ba tia luôn này. Ra là đủ. Đúng có. Thôi phải ghép thôi anh ạ. Phải ghép thôi. Được không? Ui mẹ vẫn chết. Doom nhầm là chết rồi. Doom ngu là chết rồi. Thế như này 5 màu chắc đi. À được, Doom được phát nữa được. Cái đéo rồi đây. Doom đi. Đúng rồi, được được, vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống. Vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống. Mày quá. Hết tiền rồi, hết tiền rồi, hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Ôi, mày chết rồi. Cái gì mới à? Ai đu. Ui thôi đi rồi. Đi rồi đi rồi. Nó ấy được vào đúng con thỏ luôn. Nó hack được vào đúng con thỏ luôn. Combo còn ngu chứ. Ui đỡ thì đéo được. Anh đi rồi. Đi à? À không, chưa đi. Chưa đi, chưa đi, chưa đi, chưa đi, chưa đi, chưa đi. Chưa đi, chưa đi, chưa đi, chưa đi, chưa đi, vẫn sống anh em ơi. Ui mẹ mày thế. Đúng rồi, tôi đem lại đủ một con hết. Nó sao gặp bèo em ơi. Ơ bỏ hết à? Không, đừng bỏ hết thế. Mày điên à? Mày chết. Mày điên à? Bỏ xe máu lên. Bỏ hết luôn à? Mẹ. Anh em sao bèo mẹ xứng đáng là người anh em mẹ tốt của tôi. Chứ đéo phải Long Sida với ngạo tôi là thật. Bây giờ tôi chỉ party với bèo. Đéo bây giờ party với Long Sida thôi.
tí nữa vào xong tôi đấm tôi như con luôn. Con rồi em ơi. Em bỏ vào rồi, em chết nhiều rồi. Rồi, anh bỏ kia em làm nốt cho. Làm đi em ơi, làm nhanh lên. Rao này gặp thằng nào đây? Đèo gặp cùng nhá. Phải mình tự cứu sống bản thân mình bằng cái rao này anh em ạ. Phải tự cứu sống bản thân mình bằng cái rao này. Tôi đâu có, tôi chưa thử với chính là. Phải tự cứu sống bản thân. Ngồi thằng đi nhá, anh đi đi. Thằng này có đi không? Mày chết ui. Đi, ui. Đéo gì mà nhảy một phát chết, mẹ còn hết máu kìa. Cô ấy à? Thôi đi luôn em ơi. À, ui, đừng rồi, đừng đánh ơi, đánh chết luôn rồi. Hay quá. Được quá em ơi, thôi ra cuối, chén cuối, được không anh em? Thôi. Ơ, lốt đi, đéo hiểu, không cần như thế. Mẹ trời thế, còn nói đéo gì. Đùa, đánh lốt đi. Tôi biết là các anh em đang xem kênh rất là muốn biết cái kết quả cuối cùng sẽ là tôi với Bèo đấu với nhau thì ai sẽ giành top 1. Bèo quyết sớm quá. Nhưng mà anh em có thấy không? Anh em thấy bọc lót với nhau tới từng chân tơ kẽ tóc. Sự kết hợp đỉnh cao của hai pro player. Chúi.